hai gia đình bỏ phố về quê, chia sẻ cuộc sống mới, buộc đi là không hề muốn quay lại. 1. Kenji và Sofel, số phận an bài khi tìm thấy ngôi nhà rẻ bằng 1/3. Ở nơi cũ, thành phố New York, dân số 8,5 triệu người. Kenji và Sofel đã từng sống ở một căn hộ 3 phòng ngủ trong khu phố Brooklyn. Đó là mơ ước của nhiều người đang sống tại New York. Không gian ấy lý tưởng cho gia đình 5 người của họ. Tuy nhiên, để có đủ tiền trang trải cuộc sống ở thành phố, cả hai vợ chồng đều phải làm việc nhiều giờ liền. Khi bố mẹ Kenji chuyển đến vùng núi Massachusetts, gia đình Phil đã đến thăm và bắt đầu mơ ước được rời bỏ thành phố. Họ muốn mang đến cho các con tuổi thơ được hòa mình vào thiên nhiên và theo học tại các trường công lập tốt. Đó là một ý tưởng đầy cảm hứng. Sau nhớ lại, song họ vẫn chưa đủ quyết tâm thực hiện bởi cuộc sống trong thành phố của gia đình vẫn khá tuyệt vời. Tuy nhiên, khi xem danh sách bất động sản và tìm thấy một căn nhà chỉ có giá bằng 1/3 căn hộ ở New York, họ đã nghĩ rằng đó là số phận an bài. Nơi ở hiện tại, New Marlborough, Mass, dân số 1.509 người. Shaw và Kenji đã có một bước thay đổi ngoạn mục về tư tưởng và suy nghĩ rồi chuyển gia đình đến New Marlborough. Sống trong một ngôi làng ở nông thôn là lựa chọn tốt. Nhà của chúng tôi cách bưu điện, thư viện, cửa hàng sửa xe và cửa hàng bách hóa tổng hợp chỉ vài bước chân. Chúng tôi sống đối diện với một con lạch, có nước chảy xiết, điều đó thật là thoải mái. Không có những tiếng động chói tai ở nông thôn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nông thôn trống rỗng, Kenji nói. Shaw vốn là một họa sĩ khi ở thành phố. Sau khi về nông thôn, cặp đôi quyết định tập trung toàn lực vào việc xây dựng kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật của Shaw, từ bỏ thu nhập ổn định ở thành phố để về quê xây dựng cuộc sống mới với rất nhiều chi phí, không phải là điều nhẹ nhàng. Nhưng họ cũng không hề muốn quay trở lại cuộc sống gò bó, chật chội ở thành phố. Ở nông thôn, các con của cặp vợ chồng này có nhiều không gian tự nhiên hơn để khám phá. Lũ trẻ có thể dành thời gian để chơi trong con lạch cạnh nhà và làm tình nguyện viên tại thư viện thành phố. Kenji nói rằng họ yêu thích khung cảnh tự nhiên, ấm áp của cuộc sống mới. 2. Brian và Mary Heffernan. Thách thức kinh doanh đã đưa cả gia đình về nông thôn. Nơi ở cũ, Menlo Park, California, dân số 33.000 người. Vài năm trước, Brian và Mary Heffernan sở hữu và điều hành 11 dự án kinh doanh ở thành phố Menlo Park của thung lũng Silicon. Trong số đó, có thể kể đến như một trung tâm học tập, một cửa hàng bán hoa, một không gian sáng tạo, một không gian vui chơi dành cho trẻ em mới biết đi. Họ đánh giá cao cuộc sống bận rộn và đầy đủ. Tuy nhiên, họ có tới 4 con gái và cặp vợ chồng lo lắng rằng sự giàu có hào nhoáng của thung lũng Silicon sẽ khiến các cô gái của họ có cái nhìn lệch lạc về thế giới. Năm 2010, họ mở một nhà hàng từ trang trại đến bàn ăn có tên Bumble, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thịt nuôi chất lượng. Điều này dẫn họ đến một ý tưởng mới, đó là xây dựng một trang trại chăn nuôi có thể cung cấp thịt cho nhà hàng của mình. Họ đã tham quan trang trại Sharp Gush ở Fort Jones, California. Nơi đó có hai ngôi nhà, một ngôi nhà cũ rất cần sửa chữa và một ngôi nhà hai phòng ngủ đầy ấm cúng. Họ quyết định mua bất động sản này vào năm 2013 với hy vọng một ngày nào đó sẽ đến đây làm công việc trang trại toàn thời gian. Chuyển đến Fort Jones, California, dân số 688 người. Kế hoạch ban đầu của Heffernan là thuê người chăm sóc trang trại, còn họ sẽ lái xe đến đây vào cuối tuần để các cô con gái có thể vui chơi thỏa thích ngoài trời. Mary nói, chúng tôi luôn có mong muốn được nuôi dạy những đứa trẻ của mình trong không gian rộng lớn của vùng nông thôn. Brian lớn lên trong một trang trại, anh ấy hy vọng ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại vùng đất này. Sau khi đến đây vào mỗi cuối tuần trong vài tháng, chúng tôi nhanh chóng quyết định đây là nơi mình muốn nuôi dạy con cái. Chúng tôi đã bán công việc kinh doanh của mình và dọn đi vào ngày con gái lớn học xong mẫu giáo, sống ở trang trại từ đó đến nay. Sau 4 năm làm việc chăm chỉ, gia đình Heffernan đã thành công trong việc kinh doanh thịt chăn nuôi trên đồng cỏ. Họ bán sản phẩm của mình trực tuyến và cả theo phương pháp truyền thống tại cửa hàng. Họ cũng tìm kiếm nhiều ý tưởng kinh doanh mới như mở cửa hàng tại Fort Jones. Không có ngày nghỉ hay cuối tuần nữa, nhưng họ đã dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cùng làm việc bên nhau. Cuộc sống của họ không tiện nghi như trước đây và phải tự tay mình làm nhiều việc, song họ đã tự điều chỉnh và thích nghi. Vào cuối một ngày dài, khi các con vật được cho ăn, Mary và Brian thích pha một ly cocktail
đặt một chiếc bánh nướng Five Marys trong lò và ngồi trước hiên nhà của họ để xem các con gái chạy tự do trong sân.